cho giấy vào khe hay đây, mình sẽ đút vào bên cố định trước này, cố định này. À, thì mình sẽ gạt cái kéo này ra như thế này, các bạn đấy. Đây bên này miếng cố định, đây miếng này đây, các bạn kéo kéo ra khỏi cái máy. Đồ đó, kéo như này để cho máy. Bây giờ mình sẽ in test cho mọi người xem nhé. Okay. Sẽ chọn là in. Rồi, bấm lại xong.